Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 151 Người xưa thường nói rằng có hai loại điên, loại điên vì văn chương và loại điên vì võ thuật. Người điên vì văn chương thường nhạy cảm, cố chấp như nhân vật lỗ ất dưới ngòi bút của lỗ tấn, gây hại cho bản thân nhưng vô hại cho người khác. Còn người điên vì võ thuật thì khác, họ có xu hướng bạo lực, có thể gây thương tổn cho người khác, nên người đi đường thường muốn tránh xa. Nhấp Cửu La là một người hội tụ đủ cả hai, năng lực động thủ của cô quá mạnh, trước kia đã tôn trọng nguyên tắc có thể động thủ thì tuyệt đối không động khẩu, bây giờ thiếu lý trí kiểm soát, điều này càng làm tình hình tồi tệ hơn. Cô không phải bị mất trí nhớ, dù là Viêm Thác, Dư Dung hay Tước Trà, cô đều có ấn tượng nhưng lại làm như không thấy, phảng phất những người này từng là thực thể, giờ đây như biến thành những hình ảnh trên giấy tường, dần rút khói thế giới của cô, không còn liên quan đến cô nữa. Cô tự xây dựng thế giới riêng, chỉ quan tâm đến những gì mình thích. Ban đầu cô muốn tắm rửa nhưng trong thời gian ngắn không thể thực hiện được, nên cô vội liên lạc với lão thái. Viêm thác viện cớ dây điện bị gió lớn thổi đứt, tín hiệu không lên để từ chối. Cô lại hỏi viêm thác, việc dự thi của ta thế nào rồi viêm thác cũng không biết cô tham gia cuộc thi nào nên chỉ có thể mập mờ trả lời cũng khá thuận lợi nhấp cửu la hỏi đã lâu vậy rồi giải thưởng vẫn chưa được công bố sao viêm thác viện cớ ban giám khảo đang có một số bất đồng ý kiến nhấp cửu la vẻ mặt khó chịu ban giám khảo nào vậy nhìn thái độ này chỉ cần một câu không hợp là sẽ làm thịt ban giám khảo viêm thác liền khéo léo nói không phải, giải đặc biệt chắc chắn thuộc về ngươi, còn giải nhì chưa quyết định, cạnh tranh khá khốc liệt. Thì ra là vậy, nhiếp cửu la nhẹ gật đầu, tạm thời bỏ qua cho ban giám khảo. Dư dung và tức trả không dám chọc tức cô, nhưng cũng không kiên nhẫn đối phó, hai người luôn tìm cách tránh né, giao hết mọi tình huống cho viêm thác giải quyết, thầm nghĩ rằng việc chăm sóc như thế này không phải chỉ cần sinh ra là xong. Sinh con xong còn phải nuôi dạy, may mắn là tình trạng của nhấp cửu la không quá nghiêm trọng vì thực tế trong mắt cô viêm thác chỉ là một phàm nhân cô cũng lười giao tiếp nhiều với hắn cho đến khi rời núi cô chỉ nổi giận hai lần lần đầu là khi đi qua kim nhân môn cô thấy đường đi quá chật nên tức giận đá mạnh một cái viêm thác an ủi cô nói rằng kế hoạch mở rộng đã xin được khoản tiền công nhân sẽ khởi công trong hai ngày tới Lần thứ hai là khi cô ngồi trên con la rời núi, cô tự trách mình vì con la quá bướng, khó điều khiển. Viêm thác đồng ý với cô, để cô thử ngồi tất cả các con la một lần. Nhếp cửu la phát hiện những con la này đều như nhau, không có con nào tốt hơn, cô không còn bực tức nữa, nhưng suốt hành trình vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, không để ý đến ai. Khi ra khói sơn khẩu, viêm thác thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lần này thực sự là trở về với nhân gian. Mọi việc đã kết thúc, tiếp theo là mỗi người một ngả. Viêm Thác muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay để có chút cảm giác nghi thức, nhưng Nhấp Cửu La chỉ muốn về nhà, không muốn lãng phí thời gian vào bữa ăn này. Cô nói thẳng thừng, không ăn, muốn ăn thì người ăn, ta đi về. Viêm Thác cảm thấy khó xử, dù sao lần này mọi chuyện thành công viên mãn, Dư Dung và mọi người đã bỏ ra nhiều công sức. Giờ phủi tay mà đi, dù có lý do cũng không hợp lẽ. Dư Dung liền đứng ra hòa giải, nói rằng cô sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu, mời mọi người liên quan, Viêm Thác chỉ cần lo việc thanh toán là được, đều là bạn bè, không cần quá câu nệ chi tiết. Có thể không ăn cơm, nhưng không thể chào từ biệt qua loa, hành lý đã chất lên xe, sau khi đưa Nhiếp Cửu La lên xe, Viêm Thác đứng ở cổng quán trọ, không xa bên cạnh xe. Cùng Dư Dung và Tước Trà trò chuyện một lúc. Dư Dung an ủi hắn, ta nghĩ tình trạng này chỉ là tạm thời. Nếu ngươi không tin nhấp nhị, ít nhất cũng nên tin vào nữ hoa đại thần. Người ta đã được nữ hoa sửa chữa, không thể là đồ kém chất lượng được. Viêm Thác cũng nghĩ vậy, nên hai ngày này hắn khá lạc quan. Hắn nhìn về phía Tước Trà, vậy còn ngươi, có kế hoạch gì tiếp theo, nếu không chê? ta có thể sắp xếp cho ngươi một công việc trong công ty, cuộc sống sẽ ổn định không có vấn đề." Tước trà không nhận lời, "Ta đã ăn ổn suốt 30 năm qua, sau 30 năm nữa cũng không cần ăn ổn nữa." Viêm Thác cười, "Vậy ngươi muốn tìm sự kích thích à?" Tước trà nghĩ nghĩ, cũng không hẳn, kích thích cũng chưa chắc hợp với ta, nhưng ta cần thử mọi thứ, có thể sẽ tìm được con đường phù hợp nhất cho mình. "Ngươi yên tâm, nếu thực sự không có đường ta sẽ tìm ngươi giúp đỡ, ta đã giúp ngươi rồi, sẽ không ngại nhận chút thù lao từ ngươi. Thật đáng ghét, nói nhiều như vậy làm lãng phí thời gian quý giá của cô. Ngồi cạnh tài xế, nhiếp cửu la cao mày nhìn viêm thác và những người liên quan trò chuyện dài dòng, trong lòng bực mình, rồi quay đầu nhìn cảnh đường phố bên kia. Ở phía bên này đường phố, có nhiều quầy hàng bày bán, dù sao đây cũng là thị trấn nhỏ, quản lý trật tự không quá nghiêm ngặt có một người đàn ông buôn bán hai tay hàng ra, dựa vào tường hút thuốc. Thời tiết đã lạnh, người bình thường mặc áo dài bên ngoài, nhưng hắn lại rất phong cách khi mặc áo tê sớt ngắn tay kết hợp với áo vest nhỏ. Khi nhà khói vòng, hắn ngẫu nhiên nhấc mắt và ánh mắt chạm nhau với nhiếp cửu la. Phát hiện ra là một mỹ nữ, người đàn ông này chưa nhận thấy nguy hiểm, liền ngả ngớn nháy mắt với cô. Nhiếp cửu la giận tái mặt, thấy cô bị xúc phạm, người đàn ông như nhặt được món hời, còn muốn tiến xa hơn, hướng về phía cô mân mê miệng cách không ba một cái. rất tốt, nhấp cửu la mở dây an toàn, không chút biểu cảm mở cửa xe, trực tiếp đi về phía người đàn ông kia. người đàn ông hơi lo lắng, nhưng thấy chỉ là một cô gái yếu đuối, liền nghĩ rằng dù có náo loạn, cô cũng không thể làm gì được mình. lại nói, hắn có làm gì đâu, ngay cả ngón tay cũng chưa chạm vào cô. Thế là hắn hiên ngang ưỡn ngực lên. Trên đường có một cái giày bầy, nhấp cửu la hơi liếc qua, rồi thuận tay cầm lấy một chiếc dép lê lớn. Chủ quán đang xem video, nhất thời không kịp phản ứng, vì dù sao loại khách hàng này cũng không đáng để trộm giày. Thấy cô thực sự cầm đi, ông ta liền kêu lên, ai, ai, làm sao lại lấy giày không trả tiền vậy? Nhấp cửu la không để ý, đi thẳng đến mục tiêu, người đàn ông kia thấy cô cầm giày, nhưng không để tâm, còn khinh thường nhếch miệng. Ở phía này, Viêm Thác nghe thấy tiếng ồn ào của chủ quán giày, vô thức nhìn về hướng đó, nhưng Nhấp U La đã không còn ở bên giày bầy, nhất thời cũng không nhận ra tình hình. Vẫn là tức trà thận trọng, ánh mắt lướt qua hai bên, sắc mặt thay đổi, kêu lên, "Nhấp tiểu thư, ở đó, ở đó." Lời nói chưa dứt, Nhấp Cửu La đã ra tay, Dương một tay lên, chính xác và mạnh mẽ, ba một tiếng, đánh thẳng vào cánh tay của người đàn ông kia. Người đàn ông vốn nghĩ rằng chỉ cần hơi trốn là có thể tránh thoát, không ngờ lại bị đánh trúng. Tưởng rằng mình chủ quan, đang sững sờ thì đòn thứ hai lại tới, lần này đánh thẳng vào mặt. Người đàn ông kêu đau một tiếng, rồi tức giận, không màng hậu quả, vung mạnh quyền phản kích, nhưng bất luận hắn dùng sức lớn thế nào, từ đầu đến cuối không đánh trúng người mà còn liên tiếp bị đánh, lúc thì mặt, lúc thì cánh tay, vang lên từng tiếng giòn, không bỏ sót lần nào. Người đi đường lập tức lao qua xem, đánh nhau vốn đã thú vị, huống chi là cảnh nữ nhân đánh nam nhân đặc sắc như vậy. Chủ quán giày cũng có mặt, ban đầu rất tức giận muốn bắt trộm, nhưng sau một lúc quan sát, khiêm tốn rút lui. Một đôi dép nhựa chỉ có giá 3 đồng rưỡi, cô chỉ cầm một chiếc, tương đương mất 1 ,75 đồng 75. Ông ta không muốn vì chút tổn thất này mà gây chuyện. Khi người đàn ông bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, nước mắt nước mũi chảy ra, Viêm Thác cuối cùng cũng đến. Hắn nhanh chóng ôm chặt eo Nhiếp Cửu La, kéo cô lùi lại vài bước, khẽ khuyên, "A à la, đủ rồi." Cô quyết định dừng lại, dù sao mình cũng đã đánh mệt rồi. Nhiếp Cửu La quăng dép lê ra, chỉ vào người đàn ông kia và nói với Viêm Thác, "Đưa hắn vào tù." khẩu khí như thể nhà tù là của cô viêm thác đáp ứng ngay được người đàn ông kia đầy mặt và cánh tay bị in dấu dép lê đỏ rực từng vệt ban đầu tức giận không chịu nổi muốn liều mạng với đối phương nhưng nghe thấy câu đáp của viêm thác trong lòng sợ hãi không dám lên tiếng hắn nghĩ khẩu khí như vậy hai người này chắc chắn có lai lịch lớn dư dung cũng tới cô vỗ vai viêm thác các ngươi đi trước đi chỗ này để ta giải quyết. Rồi cô không kiên nhẫn đuổi đám đông vây quanh, nhìn cái gì vậy, không có việc gì làm à. Cô nói với vẻ cực kỳ khó chịu, nhất là nhìn ánh mắt lườm lườm, đám người liền nhanh chóng giải tán. Trong lúc hỗn loạn, chủ quán giày ngồi xổm xuống, nhanh chóng nhặt chiếc dép lê rơi trên mặt đất, mừng rỡ mang đi. Bất kể người và sự việc thay đổi ra sao, tiểu viện của nhấp cửu la dường như mãi mãi không thay đổi chị Lư vẫn còn ở đó, hiệp ước giữa chị và nhấp cửu la đã đến hạn, lão thái đứng ra, gia hạn thêm một năm, để chị tiếp tục phụ trách việc duy trì tiểu viện hàng ngày, nhưng cả hai bên đều ngầm hiểu, chị chỉ tận lực trong một năm này vì nhấp cửu la. Điều không ngờ tới là, nhấp cửu la lại thần kỳ trở về. Sau khi nhận được tin tức, lão thái lập tức không chậm trễ một giây, chạy đến tiểu viện. Chị Lư mở cửa cho ông, Câu đầu tiên là viêm tiên sinh đã đưa cô ấy trở về. Khi nói những lời này, chị mang theo chút áy náy. Nửa năm nay, hai người đã xem viêm thác như tội phạm, hung thủ, không chỉ một lần bàn bạc làm thế nào để lộ ra bộ mặt thật của hắn. Chị Lư vì chuyện này, thậm chí không quan tâm nhiều đến Lưu Trường Hy. Không ngờ rằng, sự việc lại diễn ra theo cách này, khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ. Câu thứ hai là, mấy tháng nay, nhiếp tiểu thư có vẻ đã thay đổi tính tình. Lão Thái hiển nhiên chưa hiểu rõ ý nghĩa của bốn chữ tính tình tăng trưởng, nhưng ông không quá lo lắng, thay đổi tính tình không sao, nếu có thể thêm chút bản lĩnh thì càng tốt. Nói xong ông đi thẳng lên lầu 2. Nửa năm qua, Lão Thái đã đến vài lần, chị Lư sắp xếp mọi thứ gọn gàng, những bức điêu khắc được trưng bày như chờ triển lãm. Nhưng bây giờ, tất cả các bức tượng được tập trung lại bàn làm việc và xung quanh, bày sen kẽ nhau thành một vòng lớn nhấp cửu la cau mày kiểm tra từng cái sau hơn nửa năm không gặp lão thái bất chấp mọi thứ khác trong lòng vui mừng a à la thời gian dài như vậy đi đâu rồi điện thoại không liên lạc được ghi chép tiêu phí cũng không có còn tưởng ngươi xảy ra chuyện nhấp cửu la không ngẩng đầu lên đừng làm phiền cô còn nói không chế nhiệt độ và độ ẩm có phải không làm tốt ngay cả việc giữ nước tươi cũng không làm được, đường nét khô nứt này cũng không quá nửa đốt món tay. Lão Thái giật mình, chưa kịp phản ứng thì nghe thấy bên cạnh có người đáp, vâng, ta không sắp xếp tốt, người phụ trách bảo dưỡng đã bị sa thải, còn bị trừ hai tháng tiền thương. Quay lại nhìn, đó là viêm thác, hắn ôm tay dựa vào tường, đáp lại không chút hoang mang, thấy Lão Thái nhìn mình, lễ phép cười một tiếng. Lão Thái có chút xấu hổ, dù sao nửa năm nay ông đã gây không ít phiền phức cho viêm thác nhưng cũng cảm thấy câu trả lời này rất ma mị viêm thác nhìn ra ông nghi hoặc nhưng không muốn giải thích chỉ ném một ánh mắt để ông tự trải nghiệm lúc này nhấp cửu la cũng thấy lão thái ta đang cần ngươi cô chỉ vào ghế sofa đến đây ngồi xuống trò chuyện cảm thấy có chút kỳ lạ lão thái trong lòng buồn bực nhấp cửu la tư thế này phảng phất như ông là người làm công cho cô. ông đầy bụng nghi ngờ, vừa mới bước chân, Viêm Thác nhanh chóng ghé vào tay ông nói: mặc kệ cô ấy nói gì, cứ thuận theo. tối nay ta sẽ giải thích cho ngươi. yêu cầu của Nhấp Cửu La khiến Lão Thái giật mình. cô muốn tổ chức triển lãm. Nhấp Cửu La đã từng nghĩ đến triển lãm cá nhân, Lão Thái cũng biết điều này, nhưng hai người đã đạt được nhận thức chung. trước mắt vẫn tập trung vào việc học, không cần gấp rút triển lãm trong lúc kinh ngạc ông quên mất lời dặn của viêm thác thực sự hỏi a la ta cảm thấy ngươi vẫn còn thiếu kinh nghiệm khi tài năng chưa đủ cần phải nhờ vào kinh nghiệm để rèn luyện thêm nhấp cửu la hơi nhướn mày nhìn ông ngươi nói ai tài năng không đủ khi nói lời này ánh mắt cô hơi trầm xuống tạo cảm giác đáng sợ viêm thác ho khan vài tiếng lặng lẽ tiến gần hai người đề phòng trường hợp lão thái gặp nguy hiểm hắn có thể lập tức cứu lão thái là người buôn bán quen nhìn mặt mà nói chuyện lập tức không dám xoan suýt về vấn đề thiên phú không phải lần trước ngươi không nói rằng muốn nghiên cứu hệ thống cắt mẫu lôi à phong cách của mcdonald và những người phương tây cũng có ích ông liệt kê hai cái này đều là những bậc thầy điêu khắc hàng đầu thế giới Nhấp cửu la ồ một tiếng nói tất cả đều là rác rưởi cô thông báo người giúp ta thu xếp, trong vòng nửa năm, ta hy vọng tổ chức triển lãm cá nhân trong nước. Về phần tác phẩm, người không cần lo lắng, ta sẽ cung cấp đúng hẹn. Cô phất tay ra hiệu, ý nói, ta nói xong, người có thể đi. Lão Thái không hiểu gì, đứng dậy đi ra ngoài, đi hai bước lại quay đầu nhìn nhấp cửu la. Cô trông thật sự không giống đang đùa. Nhìn sang viêm thác, hắn ra hiệu lão Thái xuống dưới lầu để đàm đạo mùa này là thời kỳ nở hoa của tiểu viện hoa nguyệt quý nở rộ cây hoa quế cũng đầy một khóm chờ phát triển không đợi lão thái đặt câu hỏi viêm thác chủ động nói trước a la là người có lòng háo thắng rất mạnh nàng rất để ý đến chuyện ngươi nói nàng thiên phú không đủ lão thái muốn giải thích thiên tài dù sao cũng ít làm người tài giỏi đã rất tốt rồi ta chỉ muốn giúp nàng nhận rõ bản thân viêm thác hiểu mấy tháng nay nàng đã tự cách ly mình khói ngoại giới, học tập các loại điêu khắc cổ, quá đầu tư vào, nên tính tình đột nhiên trở nên cực đoan, hành vi cũng khá kỳ quặc. Lão Thái bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là vậy, từ xưa đến nay, có không ít người điên vì nghệ thuật, nhưng ông vẫn nghĩ rằng nhiếp cửu la rất thực tế, không phải thuộc loại này. Ông nói, chuyện triển lãm đó, nàng chỉ thuận miệng nói thôi đúng không? Viêm thắc lắc đầu, người cứ thuận theo nàng, nên chuẩn bị gì thì chuẩn bị. Ta nghĩ, tuần triển lãm cả nước, thuê vài sân bãi, người xem có thể thuê, truyền thông phỏng vấn có thể tìm người diễn, chi phí ta lo, người giúp phần còn lại. Tóm lại, làm sao để Ala à hài lòng nhất, tuyệt đối đừng phát cáu, có thể dần dần tốt hơn. Để nhiếp cửu la mọi chuyện như ý đương nhiên là một phần trong kế hoạch, nhưng quan trọng hơn, triển lãm cá nhân rất phức tạp, Hắn hy vọng Nhấp Cửu La có việc làm, như vậy cô sẽ hoàn toàn phân tâm, không nghĩ ra những chuyện kỳ quái nữa. Lão Thái lo lắng trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, sao lại trở thành thế này rồi? Có cần tìm bác sĩ tâm lý xem không? Viêm Thác thở dài, cũng nhìn lên lầu 2, không biết nữa, có thể là quá chấp nhất với nghệ thuật. Chương 152. Viêm Thác đoán không sai, khi Nhấp Cửu La có việc và bận rộn, xác suất gây rắc rối giảm đi rõ rệt, không chỉ không ra khói tiểu viện, mà còn gần như gắn liền với bàn làm việc, số lần xuống lầu có thể đếm trên đầu ngón tay. Viêm thác ở lại phòng khách tầng 1, thực ra việc cần hắn làm không nhiều, nhưng hắn không dám rời đi vì tình trạng của nhấp cửu la không ổn định, nhìn thì có vẻ không gây rối, nhưng nếu làm náo loạn thì sẽ là chuyện lớn. Lão Thái thường xuyên tới, vì đang sắp xếp triển lãm cá nhân, phải tỏ ra bận rộn để nhấp cửu la thấy được tiến độ, như vậy mới thực sự tin tưởng, chi phí không cần hắn lo, nhưng diễn trò còn không tích cực thì trong lòng không yên. Lần thứ hai tới, lão thái gặp nhấp cửu la đang hoàn thành nhóm bản thảo đầu tiên, tiện tay nhặt lên một tấm xem, lòng bỗng giật mình, rồi lấy hết các bản khác, mang tới cửa sổ nhìn kỹ dưới ánh nắng. Xem xong, lão thái xuống lầu tìm Viêm Thác. Viêm Thác đang ở trong bếp lột đậu tương. Việc này do Lư Tỷ thấy hắn rảnh rỗi nên giao cho để giết thời gian. Lão thái hỏi Viêm Thác: "A la thường đi đâu để bế quan đoán ý?" Viêm Thác chỉ biết chút ít về điêu khắc nên mập mờ đáp: "Chắc là Đôn Hoàng, Long Môn, Mạch Tích Sơn." Lão thái ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ, rồi hỏi tiếp: "Có bái sư phụ nào không?" "Bái sư ở đây không cần lễ nhập môn phức tạp, chỉ cần có người chỉ dạy bên cạnh." Viêm thác nhìn Lão Thái, rồi nhìn những bản thảo trong tay hắn, có chuyện gì sao? Lão Thái đưa bản thảo cho hắn, rồi lấy điện thoại ra một bức hình, đây là A-La vẽ năm ngoái, người thấy khác nhau chỗ nào không? Viêm thác nhìn qua nhìn lại, đều rất đẹp mà. Thật sự là người ngoài cuộc chỉ xem náo nhiệt, Lão Thái cầm lại bản thảo, lời giải thích nhiều, luôn cảm thấy lần này trôi chảy hơn trước. Thực ra, cách nói này quá không rõ ràng. Cảm giác chân thực của lão thái là trước đây những bản thảo của nhấp cửu la là từng nét một mà vẽ ra, tuy tinh tế tỉ mỉ nhưng chỉ là bản thảo. Nhưng lần này các bản vẽ liền mạch, không có điểm nào ngắt quãng, như thể mọc ra từ đầu bút, dù đã vẽ xong vẫn còn ý vận, như thể đang tiếp tục sinh trường. Có vẻ như những tháng này bế quan, dù có tổ hòa nhập ma, nhưng vẫn có hiệu quả nhất định. Sau đó, một thời gian, lão thái thường xuyên tới tiểu viện, không phải để diễn trò mà thực sự cần thiết. Nhếp cửu la tính tình lớn, không thích ai quấy dày khi làm việc, ngay cả khi bình tĩnh ra vào cũng bị la mắng, cho nên lão thái đã lắp camera quan sát từ xa khi làm việc bên bàn. Nhìn nàng viết bàn thảo bằng bút, có vài lần hắn cảm thấy hoàn toàn ngẫu hứng, nhưng khi hoàn thiện, lại chính là những bàn thảo có thể sử dụng ngay. Nhìn nàng xử lý xương rồng, không phải dựng khung xương đâu vào đấy như trước. Có lúc hắn còn nghĩ không cần khung xương, chỉ với đống bùn, hình thể lập tức trở nên sống động. Nhìn nàng tạo hình bằng thủ pháp, thực ra thủ pháp không quá quan trọng, điều cốt yếu là hiệu quả cuối cùng. Có lần, ống kinh hướng vào tượng nặn mặt người, lư tỉ quét dọn đi ngang qua, giật mình kêu lên, sau đó cười trừ nói, thấy mặt trên màn hình con tường là người sống. Lão Thái không ngồi yên, lại cố ý tìm viêm thác, nhắc lại chuyện cũ. Mấy tháng này, có phải có ai đã huấn luyện hệ thống cho nhiếp cửu la không? Viêm thác không mốc, ngươi có phải cảm thấy trình độ của A-la đã tiến bộ nhiều không? Lão Thái không trả lời trực tiếp, nhưng nói bóng gió, vẫn bộc lộ ý tưởng thật. Ta cảm thấy, nếu triển lãm này thực sự được tổ chức, cũng không phải không thì. Nghe lời này, viêm thác trong lòng hơi động. Người ta thường cho rằng khi sinh ra, mỗi người mang theo chút thiên phú từ trong bụng mẹ, ví dụ như có người giỏi vẽ, có người viết nhạc hay, có người mẫn cảm với con số, có người hiểu rõ mã lập trình, vì không giải thích được nên gọi là thiên phú. Nhấp Cửu La ban đầu chỉ có nghiệp vụ tiêu chuẩn, trong mắt lão thái không phải tài năng xuất chúng, nhưng giờ đây, được lão thái đánh giá cao, thậm chí có tư cách tổ chức triển lãm cá nhân, có phải vì nàng hai lần tái sinh? mang theo chút thiên phú mới không? Còn nữa, nhiếp cửu la làm điêu khắc, mà nữ thần điêu khắc là nữ oa. Nếu muốn liên hệ, lần này nàng xem như được nữ oa thẳng ra vậy. Lão thái càng nói càng phấn khởi. Ta sẽ tiếp tục quan sát. Nếu nàng phát huy ổn định, lần này thực sự có thể vận hành tốt. Dù sao trong nghề không kỳ vọng gì ở nàng. Rất dễ một tiếng hót lên làm kinh ngạc mọi người, tạo nên tên tuổi viêm thác không ngờ rằng kế hoạch làm giả triển lãm cá nhân này lại thực sự vào đúng quỹ đạo tuy nhiên vì thế mà hắn lại càng cô đơn lư tỷ vào sáng tối và ba bữa cơm có thể lên lầu hai vì nàng phụ trách quét dọn và mang bữa ăn lão thái vào những thời điểm đã hẹn trước cũng có thể lên lầu hai vì hắn muốn cùng nhấp cửu la thảo luận về chủ đề triển lãm cá nhân tương lai nơi triển lãm và cách bày trí chỉ có viêm thác Cả đời sống và sự nghiệp của anh đều không liên quan đến nhấp cửu la, gặp nàng vô cớ nổi giận, trở thành người thừa duy nhất trong viện. Chuyện công ty có người chuyên quản lý, báo cáo cần đến viêm thác không nhiều, mỗi ngày hắn làm nhiều việc nhất là giúp lưu tỷ lột đậu tương, cắt tôm, xử lý rau xanh, gọt khoai tây. Thật sự là biến mình thành người nội trợ chính. Khoảng nửa tháng sau, Dư Dung gọi điện thoại cho viêm thác, hỏi về tiến triển viêm thác đang ngâm con sò cho nhà cát buồn bã trả lời không có tiến triển sau đó kể tình hình cho dư dung dư dung ngạc nhiên vậy không tốt cho nhiếp nhị hồi phục à người nên trò chuyện với nàng nhiều hơn giúp đỡ nàng dư dung cũng không biết tìm từ ngữ như thế nào dù sao nhiếp cửu la không phải mất trí nhớ giúp đỡ nàng xây dựng lại hệ thống tình cảm và nhận thức thế giới bình thường điều này cần đưa nàng trở lại thế giới thực không ngừng giao tiếp với mọi người, chứ không phải chìm đắm trong thế giới điêu khắc như vậy quá xa rời thực tế. Viêm thác bất đắc dĩ, nàng không muốn trò chuyện với ngươi. Hắn đã thử tận dụng mọi cơ hội, trò chuyện với nhấp cửu la khi nàng rảnh rỗi. Nhưng nàng khi rảnh chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn nghe người khác ồn ào, nên không giữ dằn thì cũng lườm hắn. Người muốn mặt cây muốn vỏ, ai lại không có lòng tự tôn. Ba lần bốn lượt. Viêm Thác không muốn tự chuốc nhục, thậm chí thấy nàng thì chủ động né tránh một chút, tránh làm nàng ghét. Dư Dung nói, vậy không được, từ góc độ nuôi dưỡng đứa trẻ mà nói. Hai người cùng im lặng một lúc. Dừng lại một chút, Dư Dung tiếp tục, ta chỉ nghĩ tương tự, người không cần lo lắng. Ừ ngươi nghĩ xem, đứa trẻ thường thân với ai mang nó nhiều đúng không? Người một bên muốn nàng nhớ lại ngươi, một bên lại xa lánh nàng, vậy làm sao khôi phục thật sự, không thể dung túng, phải tham gia tích cực. Viêm thác đau đầu, nàng không giống người khác, một khi không vui liền sẽ động thủ. Dư dung kiên quyết, để nàng đánh thôi, miễn không đánh chết ngươi, ngươi phải gây sóng gió. Chưa hết, trong ống nghe lại chen vào giọng tức trà, đánh thì đánh, nam tử hán đại trượng phu, còn sợ đánh một trận hai bữa sao. Thực sự là, không thể tiếp tục trò chuyện. Viêm thác đổi chủ đề các ngươi làm hộ chiếu thế nào rồi? Trước đó, Dư Dung đã tiết lộ với Viêm Thác, nói muốn về Thái Lan, còn nói tước trà cũng muốn đi để học hỏi thêm. Dư Dung nói, hiện tại tình hình này, nước ngoài cũng chưa chắc tốt, chưa quyết định cuối cùng. Tước trà mở quán tiễn tại bến cảng, làm tư giáo bồi luyện, tình hình cũng không tệ lắm, Coca-Cola xấu. Coca-Cola xấu, nói lần đầu tiên trong đời kiếm tiền, cảm thấy rất sảng khoái khi tiêu tiền của mình kiếm được, còn nói không cần đàn ông nuôi cũng không sao. Viêm Thác im lặng một hồi. đôi khi thật khó xác định đúng sai. nếu Tưởng Bách Xuyên không gặp chuyện, Tước Trà có lẽ sẽ mãi là con chim hoàng yến bên cạnh hắn. dù không cam lòng cũng chỉ có thể chấp nhận. không ai ngờ rằng sự bất hạnh của Tưởng Bách Xuyên lại thúc đẩy nàng ngừng đầu nhìn trời, tiếp theo tìm trời, vỗ cánh. Dư Dung cuối cùng nói. Ta cảm thấy tạm thời ở trong nước cũng được, về kim nhân môn còn tiện hơn. Một là tường thúc ở đó, cách một năm nửa năm cũng phải đi thăm, hai là hình thâm và những người khác không có tin tức, không gặp mặt, lòng không yên. Viêm Thác cũng có ý nghĩ này. Hắn cảm giác Nhất Cửu La cũng sẽ đi. Sau khi cúp điện thoại, Viêm Thác cẩn thận phân tích tình thế hiện tại. Thật sự là hắn có tính nhẫn nải, cũng có thể chịu đựng nhưng điều này không có nghĩa là hắn thích dư dung nói rất có lý hắn phải gây sóng gió thích hợp tạo cảm giác tồn tại trước nhếp cửu la không phá thì không xây được không có gió sao có sóng vào ban đêm hắn bao biện làm thay thay lư tỷ đưa bữa ăn nhếp cửu la có tính lực tốt hơn nữa mỗi người có bước chân khác nhau rất dễ nhận ra từ tiếng bước chân quay đầu thấy người từ cầu thang lên là viêm thác Nhấp Cửu La rất không vui, tại sao là ngươi? Viêm Thác nói, Lư tỷ vừa bị đau chân, không tiện lên lầu. Hợp lý, Nhấp Cửu La không thể phản đối, ngồi xuống bản ăn, như thường mở bữa ăn. Viêm Thác đứng bên, ánh mắt không thể rời khói bàn làm việc. Cái bàn này thật lớn mà lộn xộn, các công cụ bầy bừa, có chỗ đang trộn bùn, có chỗ vừa dựng khung xương rồng, bản thảo ném lung tung mỗi chỗ đều hiện rõ sự bận rộn và tập trung. Viêm thác cảm thấy chút ao ước. Thật tốt quá, bao nhiêu người làm việc chỉ để sống tạm, không tình nguyện, nàng có thể thật sự yêu thích và thấm nhuần vào công việc, thật tốt. Nhấp cửu la ngẩng đầu nhìn hắn, Người còn đứng đây làm gì? Người nhìn như vậy, ta sao ăn? Nàng ăn cơm cũng như khi làm việc, không thích có người bên cạnh. Viêm thác cười nhẹ, vậy ta đợi chút nữa lại lên thu dọn quay người định đi, bỗng nghĩ đến điều gì, a à la, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi. Nhiếp Cửu La nhíu mày, kiểm tra sức khỏe gì? Không rảnh. Viêm thác càng ôn hòa, cánh tay ngươi trước đây bị thương, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Bây giờ muốn làm việc, đều là việc tốn thể lực, nên đi kiểm tra sớm. Nếu không, làm nửa chừng mà cánh tay không chịu, chẳng phải phí công sao? Nghe rất có lý, Nhiếp Cửu La không thể không gật đầu cũng được. Viêm Thác xác nhận thời gian, vậy sáng mai ta dẫn ngươi đi. Nhiếp Cửu La không ngừng đầu lên, "Được." Viêm Thác xuống lầu, bước chân nhẹ nhàng. Rất tốt, kế hoạch của hắn khởi đầu rất thuận lợi. Kiểm tra sức khỏe vốn là việc hao tổn, huống chi để Nhiếp Cửu La tiếp xúc thêm với cuộc sống thực, Viêm Thác đã sắp xếp cho nàng một loại kiểm tra cực kỳ phổ thông. Nhiếp Cửu La gần như lúc nào cũng phát cáu, xếp hàng nàng không vui từng phòng đi tới đi lui nàng không vui nhiều khâu kiểm tra sức khỏe cũng không vui viêm thác lại kiên nhẫn nhẹ nhàng trấn an không một chút không vui thuyết phục được nhân viên y tế đồng tình đến mức sau này nhấp cửu la cũng cảm thấy phát cáu là không đúng sau khi hoàn thành toàn bộ quy trình viêm thác kéo nhấp cửu la cầm phim chụp đi mời bác sĩ chỉ dẫn bác sĩ cầm phim chụp xem đi xem lại vẻ mặt khó hiểu hỏi viêm thác các ngươi chụp cái này muốn tra cái gì viêm thác giải thích chính là trước đây bị gãy xương muốn xem hồi phục thế nào nói xong để trực quan hơn hắn chỉ vị trí vết thương trên cánh tay mình nhấp cửu la liếc nhìn vị trí viêm thác chỉ vẻ mặt không kiên nhẫn bác sĩ mờ mịt không có có phải cầm nhầm phim chụp rồi cầm nhầm phim chụp là không thể viêm thác nghĩ bác sĩ nhìn nhầm ngài xem lại xem. Bác sĩ tỉ mỉ xem lại lần nữa, chắc chắn mình không nhìn nhầm, khẳng định đây hoàn toàn không có vấn đề, chỗ xương gãy, hoàn toàn không thấy dấu vết gãy xương. Viêm thác, có phải là lành hẳn rồi, nên không nhìn ra, lại bị người ngoài chỉ điểm, bác sĩ lòng bực bội, nhưng phải kiên nhẫn, dù lành hẳn, phim chụp vẫn có thể thấy biến đổi của xương. Các người tự xác nhận lại đi. Viêm thác sững sờ mấy giây, bỗng nhiên phản ứng, cảm ơn bác sĩ, kéo nhấp cửu la rời đi. Nhấp cửu la rất không kiên nhẫn, nửa đường giật tay hắn, bực tức, còn đi không? Viêm thác cầm phim chụp trong tay, thật lòng mừng cho nàng, a à la, cánh tay ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Hắn nghĩ rõ ràng, cánh tay nàng hồi phục hoàn toàn không để lại dấu hiệu trên phim chụp, có lẽ còn liên quan đến mấy tháng bị phong trong thịt nữ hoa. Ban đầu, hắn nghĩ việc nhấp cửu la bị bắt là kiếp nạn, giờ xem ra nói là vận cũng không sai, nàng không tổn hại gì, vết thương cũ lành hẳn, chuyên môn cũng tiến bộ. nhấp cửu la lườm hắn, ta vốn không có vấn đề, là ngươi chậm trễ thời gian của ta. hai tuần sau, viêm thác vẫn tiếp tục thay lư tỷ đưa bữa ăn, cũng thường xuyên bị nhấp cửu la lạnh nhạt và lườm, hắn không giận, ngược lại còn rất vui. sau hai tuần. Viêm Thác dọn dẹp phòng khách của mình, dọn hành lý và đồ đạc, chuyển đến phòng khách nhỏ bên cạnh phòng lưu Tỷ. Phòng khách nhỏ này không có cảm giác tồn tại, bình thường khóa lại, khi có nhiều khách mới sử dụng, trước đó Lưu Trường Hỷ và Lâm Linh ở lại, Lâm Linh ở căn này. Viêm Thác bảo Lư Tỷ nói rằng mình sẽ ở phòng khách này đủ ba ngày, cố gắng không phát ra tiếng, ban đêm không bật đèn, nếu nhấp cửu la hỏi, nói hắn đi chơi. Lư Tỷ rất không hiểu, người muốn đi chơi thì đi tại sao phải giả vờ đi chơi viêm thác khó nói hắn thật muốn đi chơi nhưng không dám nếu đi nàng gây chuyện ai ngăn được đêm đó lư tỷ lại đưa bữa ăn như lần trước nhấp cửu la nghe tiếng chân lên lầu biết có sự thay đổi quay đầu thấy là lư tỷ nàng hỏi viêm thác đâu lư tỷ nói đi chơi rồi đi chơi nhấp cửu la sững sờ một lúc bỗng nổi giận ai bảo hắn đi chơi. Nhiều ngày như vậy, Lư Tỷ cũng dần hiểu tính nhiếp cửu la, khéo léo tránh mũi nhọn, ta không biết, chờ hắn về hỏi hắn. Viêm thác ở trong phòng đợi, thời gian trôi qua dễ dàng, xử lý vài tin nhắn, xem vài bộ phim, rồi cũng qua. Chiều tối ngày thứ hai, đang chơi xúc sắc, chợt nghe ngoài cửa sổ tiếng nhiếp cửu la, viêm thác sao còn chưa về. Đây là nàng đang tản bộ. Viêm Thác lặng lẽ kéo rèm cửa một chút, thấy Nhấp Cửu La đứng quay lưng lại, dù không thấy mặt cũng đoán được hơn nửa là đen như đáy nồi. Lư Tỷ theo lời Viêm Thác dặn trước, Trung thực đáp không biết, cũng không nói đi đâu chơi. Nhấp Cửu La gọi điện thoại hỏi hắn, Lư Tỷ không gọi được, tắt máy. Tối ngày thứ ba, Viêm Thác cuối cùng ra khói phòng, hắn kéo vali hành lý ồn ào đi qua tiểu viện, Lư Tỷ thấy. Lớn tiếng nói, Viêm Thác về rồi. Viêm Thác làm như thật, đúng vậy. Về phòng khách trước, hắn ồn ào chỉnh lý hành lý, nhưng bận rộn nửa ngày cũng không thấy Nhiếp Cửu La xuống. Viêm Thác có chút ủy oải, cảm thấy trận đầu hơn phân nửa là thất bại. Trước khi tắm, hắn như thường lệ lao vào, không yên lòng cầm khăn lau tóc bước ra khói toilet, chợt thấy Nhiếp Cửu La mặt trầm như nước, ngồi bên bàn trong phòng. Viêm Thác giật mình, khăn suýt rơi nhưng nhanh chóng chân tĩnh còn lãnh đạm chào nhấp cửu la có việc gì nhấp cửu la giọng không tốt ngươi đi đâu viêm thác nói đi chơi nói xong quay người chỉnh giường chiếu để tỏ lòng mình vui vẻ sau chuyến đi chơi miệng còn ngân nga nhấp cửu la giận ai bảo ngươi đi chơi không nói với ta một tiếng viêm thác ngừng ngân nga quay người liếc nhìn nàng mặt như muốn bị đánh ta làm gì phải nói với ngươi? ngươi thuê ta sao? ký hợp đồng với ta sao? trả ta một xu tiền lương sao? Nhấp cửu la sững sờ, nàng hồi tưởng, hình như thật không có. Viêm thác nói, trước đây ta làm tất cả cho ngươi đều là giúp đỡ, nghĩa vụ. Ta không thuộc quản lý của ngươi, đương nhiên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chưa nói hết câu, Nhấp cửu la đứng bật dậy, đập tay lên bàn. Viêm thác sợ đến ra đầu tê dần, trực giác muốn bị đánh. Hồi lâu, nhấp cửu la hung hăng nhìn hắn, từng chữ nói, người muốn bao nhiêu tiền một tháng. Viêm thác cũng nhìn nàng chằm chằm, sau một lát, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nói, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 153. Viêm thác nói, tiền đối với hắn không quan trọng, điều hắn xem trọng là tôn trọng. Nhấp Cửu La lập tức hỏi hắn, "Ta không tôn trọng ngươi sao?" Viêm Thác im lặng, tôn trọng mà nàng nói đâu. Nhưng nghĩ lại, nàng hiện tại đối với mọi người đều kiêu ngạo, không phân biệt đối xử, tôn trọng hay không tôn trọng, nàng có lẽ không có khái niệm đó. Cho nên, Viêm Thác quyết định dạy bảo, hắn nói, "Ngươi bây giờ chưa từng nhìn thẳng vào ai." Nhấp Cửu La vốn đang liếc mắt nhìn hắn, nghe xong lời này, mắt càng nghiêng hơn, mắt để nhìn người, nhìn không được sao? Người quản ta nhìn thế nào? Viêm thác nói, nếu ngươi cảm thấy liếc mắt nhìn người không có gì, từ bây giờ, ta cũng sẽ nhìn ngươi như vậy. Hắn nói là làm, tựa lưng vào ghế, cầm hất lên, mắt nửa híp, nhìn nghiêng một bên, cả người diễn tả bốn chữ, cực kỳ kiêu ngạo. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, nhấp cửu la muốn móc mắt viêm thác ra. Cuối cùng nàng nói, Vậy ta sẽ nhìn thẳng vào ngươi từ bây giờ." Viêm Thác nắm bắt cơ hội, "Không chỉ ta, lão thái, Lư tỷ và tất cả mọi người ngoài kia, người đều đừng liếc mắt nhìn họ, như vậy không tốt." Nhấp Cửu La hừ một tiếng, không đồng ý nhưng cũng không từ chối, sau đó quay đầu đi. Viêm Thác không biết nên khóc hay cười, nhưng coi như đã có tiến bộ, nàng yêu nghiêng thì cứ nghiêng. Hắn nói, "Còn nữa, mỗi lần nói chuyện với ngươi Người đều không kiên nhẫn, nói vài câu là đuổi người đi. Nhất cửu la đáp, ta bận rộn mà. Viêm thác, ta biết ngươi bận, nên không quấy dày khi ngươi làm việc, nhưng lúc rảnh rỗi, ngồi nói chuyện với ta cũng được chứ. Hắn tổng kết, ngươi thấy đấy, yêu cầu của ta không cao, lưu tỷ trả lương cho ngươi, ta không cần tiền. Ta chỉ cần hai điều, một là ngươi phải nhìn thẳng người, hai là mỗi ngày ít nhất nói chuyện với ta 15 phút nếu ngươi làm được, chúng ta có thể hòa thuận, không thì ta sẽ dọn đi trong hai ngày nữa, tìm người khác phục vụ. Nhếp cửu la không trả lời ngay, nàng kéo dài thời gian, rồi chậm rãi đứng lên, được thôi. Nói xong, nàng định trừng mắt nhưng nhớ lại điều không tốt, viêm thác sẽ lải nhải, nên nàng chỉ lật mắt và đi. Viêm thác vừa bực vừa buồn cười, sau một lát, hắn đi tới cửa, nhìn nhếp cửu la lên lầu. Nàng có vẻ rất vui, không tốn tiền mà đạt được yêu cầu của hắn bước chân nhẹ nhàng món tay gõ nhẹ trên lan can như chơi đàn ánh đèn dịu dàng bao phủ nàng như một giấc mơ viêm thắc gọi a la nhấp cửu la quay lại nhìn hắn viêm thắc nghẹn lời quên mình muốn nói gì sau một lát mới nói triển lãm cá nhân của ngươi sẽ rất thành công nhấp cửu la nói đương nhiên còn cần ngươi nói sao từ đó mối quan hệ giữa viêm thác và nhiếp cửu la trở nên nhẹ nhàng hơn. Viêm thác tranh thủ thời gian, dạy nàng các quy tắc xã giao và xã hội. Ví dụ như, hành vi cầm dép đánh người là không thể chấp nhận. Nhiếp cửu la không đồng ý, loại người đó đáng chết, giữ lại làm gì? Viêm thác giải thích hành vi của hắn không tốt, nhưng người đánh hắn sẽ gây hại cho mình. Người thử nghĩ, nếu hắn báo cảnh sát, ai sẽ gặp rắc rối? người sẽ bị bắt và có thể phải bồi thường, người có cam lòng không? Nhếp cửu la tức giận, làm sao nàng có thể bồi thường tiền cho hắn? Viêm thác nói, còn nữa, nếu ngươi có tiền án, sẽ ảnh hưởng đến triển lãm của ngươi. Một khi bị phạt tù vài tháng, triển lãm có thể bị hủy. Hắn nhắm vào triển lãm cá nhân là điểm yếu của nhếp cửu la, mọi thứ đều phải nhượng bộ cho triển lãm. Quả nhiên, nhếp cửu la nghe đến triển lãm bị ảnh hưởng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Viêm Thác cho nên trước khi động thủ hãy nghĩ đến hậu quả có đáng để hy sinh triển lãm cá nhân không? Nhất Cửu La suy nghĩ chậm rãi gật đầu cảm thấy Viêm Thác nói đúng. nàng nói vậy gặp lại tình huống đó ta sẽ nhìn sau đó tìm cách khác để trừng phạt hắn. Viêm Thác coi như tiến bộ ít nhất nàng biết kiềm chế. Lão Thái vẫn đến thăm tiểu viện mỗi mấy ngày lần gần nhất còn mang theo một người bạn. Hai người xem video, bình luận, rồi nói về một bức tượng mới. Trông rất hào hứng như nhặt được báu vật. Viêm thác không thoải mái. Từ lúc lão thái đề nghị mời bác sĩ tâm lý cho nhấp cửu la, sau đó không chú ý đến tâm lý của nàng nữa. Có người ngoài, hắn không tiện nói, chờ người kia đi, mới hỏi lão thái, người có thấy a la bây giờ còn tốt không? Lão thái chăm chú nhìn màn hình hưng phấn nói, rất tốt. Viêm thác làm rõ, tính tình kỳ lạ của nàng cũng rất tốt sao? Lão Thái không hiểu ý hắn, nghệ sĩ đều có chút cố chấp, nhiều thiên tài cũng là kẻ điên, đôi khi tinh thần hỗn loạn lại giúp họ sáng tác tốt hơn. Viêm thác nghĩ, mình thật không hiểu nghệ thuật. Hắn nói, vậy nếu nàng càng điên, tác phẩm càng tốt, người có muốn nàng điên không? Lão Thái ngẫm nghĩ, rồi thẳng thắn, từ góc độ bạn bè, ta muốn Ala khôi phục. Nhưng từ góc độ nghệ thuật, một thiên tài quý giá hơn. Nếu điên càng sáng tác tốt, ta sẽ duy trì nàng điên. Nói đến đây, Viêm Thác không còn lời. Hắn nghĩ, mình quả nhiên không hiểu nghệ thuật. Nửa tháng sau, Viêm Thác gọi điện cho Dư Dung, nói về tình trạng của Nhiếp Cửu La, hắn nửa vui nửa buồn, tốt hơn nhiều nhưng vẫn chưa đủ. Hắn ví von, trước kia nhiếp cửu la nhớ mọi người và sự việc, nhưng như một tòa thành bị xẹp, mềm, bằng phẳng, hai chiều hóa, không còn lập thể. Còn cần một cơ hội để mọi thứ trở lại như trước. Dư Dung nói, chờ xem, chuyện xưa nói đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, có khi không để ý, sẽ trở đến. Rồi thêm, người có tính nhẫn nại, có thể đợi. Viêm thác hiểu lý do nhất cửu la thích trợn mắt, cảm xúc chính xác ý vận ngàn vạn rất thoải mái hắn đổi chủ đề tước trà đâu dư dung nói bẩn, không phải đã nói tại tiễn quán tạm giữ chức nổi tiếng hơn ta dư dung chuyên nghiệp nhưng trong nước không phổ biến như siếc thú vườn bách thú cần người gấp cũng không nhiều hắn hỏi có cần ta giúp không dư dung cười không đến mức ngươi phải cứu chỉ là tạm thời tìm việc làm đổi thời gian ta sớm giải quyết Viêm thác thuận miệng hỏi, làm việc gì? Dư dung im lặng. Qua điện thoại, viêm thác nghe mèo. Mèo kêu. Viêm thác, giúp người trông mèo à? Dư dung tức giận, cửa hàng thú cưng rồi cúp điện thoại. Viêm thác nghĩ, cửa hàng thú cưng không tốt sao? Cũng là thuần thú, chỉ khác đối tượng nhỏ hơn. Thời gian yên bình trôi nhanh, trong nháy mắt lại hơn nửa tháng. Nhưng tiền khí cần thiết cho nhiếp cửu la khôi phục vẫn chưa có dấu hiệu. Viêm Thác chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài, tự an ủi mình, người nên thỏa mãn, tình hình hiện tại đã tốt hơn nhiều, nếu lúc đó nhấp cửu la chết, hắn có thể làm gì? Ngày này, từ sáng trời đã xấu, mây đen đè nặng chân trời. Lư Tỷ khẳng định với Viêm Thác, hôm nay sẽ có mưa to. Thành phố cảnh báo từ nửa đêm, mưa to sắp đến, một hồi nói tuyến đường ảnh hưởng, một hồi nâng cảnh báo nhưng mưa không đến buổi trưa lư tỷ lại bảo mưa đang ấp ủ sẽ không hạ ngay viêm thác cười tâm trạng bình thản mưa thì mưa hạ xong rồi qua chìm lầu một hắn lên lầu hai chìm lầu hai hắn che dù ngồi trên nóc nhà luôn có cách giải quyết một ngày này nhấp cửu la làm việc hiệu quả lão thái nói mưa dầm tạo cảm hứng dễ ra tác phẩm viêm thác không hiểu Trời trong gió nhẹ không tốt ở đâu. Có lẽ hắn không hiểu nghệ thuật. Lúc ăn tối, Nhấp Cửu La hoàn thành tất cả phê duyệt. Viêm Thác nghe nói tấm cuối cùng là bản thảo lớn, tò mò muốn biết chủ đề gì. Khi Nhấp Cửu La đang ăn, hắn nhìn trước. Bức cuối cùng đặt trên chồng phê duyệt, hình ảnh quái lạ, không phải ảnh người, từng cái từng cái, giống như một loại mặt đất. Viêm Thác ngẫm nghĩ, đây là nhấp cửu la nói khe hắc bạch là khe hắc bạch quá quen thuộc giản thủy tảng đá chỉ là hắn tưởng nàng tố ảnh người nên không nhận ra khe hắc bạch nàng dùng làm triển lãm viêm thác bất ngờ loại này cũng có thể triển lãm đương nhiên tràng cảnh điêu khắc làm thành xa bàn mô hình chưa thấy qua sao viêm thác có khái niệm giống như mô hình tiểu viện thu nhỏ nhưng tỉ mỉ hoàn nguyên cao kích thước dự kiến 2m 2m, không nhỏ, hoàn nguyên rất ấn tượng. Viêm thác ngẫm nghĩ, loại này, người khác sẽ không hiểu. Nhấp cửu la hừ, liên quan gì đến ta, ta chỉ phụ trách ra hàng triển lãm, không dạy họ hiểu. Viêm thác cười, lời này cũng đúng, hắn xem nghệ thuật triển lãm cũng không hiểu nhiều, nhưng vẫn bị thu hút. Hắn trả phê duyệt lại, tình cờ nhìn thấy một chồng giấy bạc. Đây là, gãy ngôi sao giấy viêm thác nghĩ nhìn tủ đứng bên tường tủ đứng bên trong có hai chậu thủy tinh ngôi sao viêm thác hỏi a la lâu rồi không gãy ngôi sao nhếp cửu la a à một tiếng nhớ lại mình từng có thói quen gấp ngôi sao đã rất nhiều năm mấy hôm không gấp cũng quên chuyện này viêm thác đến tủ đứng mở cửa hai chậu đầy ngôi sao muốn hủy đi xem không hắn cảm giác có lẽ hủy ngôi sao sẽ hữu dụng không chỉ nhắc nhở, giảng dài, những ngôi sao là kỷ niệm sống động, từng cái hủy đi, có thể giúp nàng đứng dậy. Nhếp cửu la không hứng thú, có gì đẹp. Viêm thác kiên trì, nhìn một cái cũng được, dù sao giờ cũng nhàn rỗi. Thấy Nhiếp cửu la không phản đối, hắn lấy một cái, ném nàng. Ngôi sao giấy huỳnh quang, trong không trung sẹt qua tia sáng. Nhiếp cửu la bắt được, mở ra, lưa tỉ không tệ có thể giữ. Phúc thọ lộc bán 30 vạn. Đọc xong, nàng nhách miệng, quăng giấy đi, không có sức lực. Viêm thác thất vọng, nhưng không đóng cửa tủ. Để nàng quan tâm, cửa tủ mở, nàng sẽ thấy, có thể hưng phấn, hủy thêm một ngôi sao. Mỗi ngôi sao hủy thêm, tình không có lẽ sẽ sáng lên. Lư tỷ tiên đoán mưa to vào lúc nửa đêm. Lúc đó, viêm thác đã ngủ, trong mơ cũng là mưa to, còn dẫn đến lũ lụt. Hơn phần nửa là ngày suy nghĩ đêm mộng, trong mộng hết thầy thu nhỏ lại, tiểu viện, hắn nhỏ bé. Hắn nằm trên lá cây, trôi theo dòng nước, đầu óc choáng váng, nước chìm qua cửa sổ lầu hai, nhấp cửu la ngồi trên lá cây khác, từ cửa sổ phiêu ra. Nàng thật bình tĩnh, một tay che dù, tay kia nặn tượng đất, tượng đất có hai con mắt không gốc, có lẽ là bạch đồng quỳ. Viêm thác kêu to, a à, la hắn sợ nhấp cửu la trôi đi cố gắng bám lấy lá cây nhấp cửu la lườm hắn nhốn nháo gì không thấy ta đang làm việc sao viêm thác gấp tỉnh tỉnh lại thấy cửa sổ không đóng gió thổi ra mưa ngoài cửa sổ dày đặc viêm thác đứng dậy đóng cửa sổ không buồn ngủ mở cửa ra muốn đứng dưới mái hiên hít thở không khí nhưng vừa mở cửa khách phòng nhìn về phía thang lầu ánh sáng nhạt, rõ ràng là trong phòng làm việc còn đèn sáng. Giờ này, hiếp cửu la còn làm việc, thật quá liều. Viêm thác gión rén lên lầu, đi vào lầu 2, ngơ ngác như tiến vào thế giới ma huyễn. Nhiếp cửu la cửa sổ không đóng, thẻ câu trừ chết, không kết rung động, nhưng gió lớn, phê duyệt bị thổi đầy đất. Không chỉ phê duyệt, còn vô số giấy mang màu sắc khác, mở ra, trong phòng bay tới bay lui mưa to gió lớn, ánh đèn u ám mà nhu hòa, tượng điêu khắc cao thấp, có bồ tát, có kim cương chừng mắt, giấy bay như có sinh mệnh, phát ra tiếng ma sát nhẹ. Đi thêm hai bước, thấy nhiếp cửu la, nàng bọc thảm ghé vào sofa lớn, đã ngủ, tay cầm chậu thủy tinh nhỏ, trong đó còn hơn 10 ngôi sao chưa hủy. Không phải nói không hứng thú sao, cuối cùng vẫn hủy, nhưng không nên thức đêm như vậy. Viêm thác cười khổ, đóng cửa sổ, thu thập bừa bộn, nhặt phê duyệt ép tốt, nhặt tinh đầu giấy. Tinh đầu giấy mềm như vải. Viêm thác nhặt tinh đầu giấy về chậu thủy tinh, ngồi xuống, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, cảm thấy đêm này yên tĩnh. Hắn cầm môi sao giấy, thử nghiệm gấp lại, nhanh chóng thành môi sao. Nhếp cửu la mở mắt. Mưa to gió lớn, nàng ngủ rất ngon, cửa sổ đóng lại, phòng yên tĩnh, không tự tại, tự nhiên tình tỉnh ngây thơ không phân rõ mơ hay thật nàng thấy viêm thác ngồi trên đất như đứa trẻ cầm môi sao giấy gấp lại ném lên nhìn môi sao rơi vào chậu thủy tinh phảng phất như chơi trò tự ngu tự nhạc không biết mệt ném xong lại gấp nhiếp cửu la nhìn một lúc gọi viêm thác viêm thác giật mình đánh thức ngươi à nhiếp cửu la lắc đầu ngủ được tóc rối một chùm tóc che mắt nhìn viêm thác qua khe tóc rất mới lạ cảm thấy hắn xa mà gần nàng nói người làm gì không nhìn viêm thác không hiểu nhìn gì Nhấp cửu la chỉ vào giấy cái kia trên giấy đầy chữ nhưng nàng nhìn rất lâu viêm thác chỉ gấp không nhìn viêm thác nói đây không phải nhật ký của ngươi sao ta nhìn làm gì nếu ngươi không ngại ta sẽ muốn nhìn nếu ngươi để ý ta nhìn là trộm rồi nói nằm sắp ngủ khó chịu lên giường ngủ đi. Nhếp cửu la ồ một tiếng, lâu sau mới không tình nguyện bò dậy, viêm thác đứng dậy dìu nàng, nàng đứng lên, còn chút mộng, đứng lung lay. Viêm thác lo lắng, có choáng đầu không? Nhếp cửu la lơ đãng, không có gì. Nàng rời viêm thác, đi vào phòng ngủ, đi rất chậm, trong lòng mờ mịt. Nàng cảm thấy, đêm nay viêm thác có chút khác, hoặc mình khác, trong lòng bực mình, có cái gì sắp rõ ràng, nhưng không rõ ràng đến cửa nàng quay đầu nhìn viêm thác viêm thác nhìn nàng khoát tay áo như đuổi nàng đi ngủ mà xuôi quỷ khiến nhấp cửu la hỏi viêm thác chúng ta thường đánh nhau viêm thác sững sờ đánh nhau có nhưng không thường thấy viêm thác không trả lời nhấp cửu la cụt hứng quay người vào nhà viêm thác gọi lại quay đầu viêm thác nhìn nàng sắc mặt kỳ lạ a à la người muốn đánh nhau không? Nhếp cửu la, hiện tại à? Viêm thác tim đập nhanh, tay đổ mồ hôi. Hắn nhẹ gật đầu, liền hiện tại. Đánh liền đánh, nhếp cửu la cúi đầu, nới lỏng dây thắt lưng, rồi buộc chặt. Nàng nói, người muốn đánh, không đánh lại đừng khóc. Chương 154 Nhiếp cửu la cũng không rõ lý do tại sao, chỉ cần nghĩ đến việc đối đầu với viêm thác, nàng lại cảm thấy hưng phấn. Nàng hỏi viêm thác, người có muốn để ta nhường hai chiêu không? Viêm thác đáp, không cần. Thật ra, lời này không có chút sức mạnh nào. Từ khi nhấp cửu la trở về từ hang đá dưới nước, hắn chưa từng đấu với nàng lần nào. Nếu võ công của nàng tiến bộ như khả năng điêu khắc của nàng, hắn có thể sẽ không chống đỡ nổi. Hắn tự an ủi trong lòng, nữ hoa nương nương giỏi tạo ra con người. Nhưng chưa nghe nói nàng giỏi đánh nhau, chắc mình vẫn có thể chịu được nhiếp cửu la cười như một con mèo danh mãnh vậy bắt đầu nhé lời vừa dứt nàng đạp chân phải xuống đất lấy đà nhảy vọt lên bay ngang qua mặt đất nhảy thẳng lên chiếc bàn làm việc giữa hai người viêm thác nhìn ra ý đồ của nàng nàng muốn mượn lực từ bàn làm việc kiểu nhảy này gọi là hồ phát rất mạnh mẽ nhưng cũng dễ né chỉ cần né sang bên hông là tránh được nhưng viêm thác có ý định khác khi nhiếp cửu la vừa chuẩn bị nhảy lên Viêm thác đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giơ tay làm dấu hiệu dừng lại, khoan đã, khoan đã. Chết tiệt, nhiếp cửu la dừng lại. Nhảy vọt trăm mét dễ dàng, nhưng dừng lại ngay lập tức thì cần nhiều sức lực hơn. Nàng dùng một tay ấn bàn làm việc, một gối quỳ trông đỡ, miên cưỡng giữ thăng bằng, nhưng khí huyết dâng lên, cảm thấy khó chịu. Nhếp cửu la giận dữ hỏi, có chuyện gì? Viêm thác chân thành nói, ta đột nhiên nhớ ra, chỗ này của ngươi có nhiều tác phẩm điêu khắc nếu làm hỏng thì sao ta nên truyền chúng đến chỗ khác trước không nhấp cửu la không vui chuyển đi chuyển đi viêm thác bắt đầu chậm rãi chuyển điêu khắc hắn muốn làm giảm nhuệ khí của nhấp cửu la giữ vững tinh thần làm nàng kiệt sức ai nói đấu võ chỉ cần sức mạnh chiến tranh không ngại mưu kế nhấp cửu la không hứng thú giúp hắn chiến ý bị ngắt quãng nàng ngồi xếp bằng trên bàn làm việc Nhìn mọi thứ không vừa mắt Cuối cùng viêm thác cũng chuyển hết Lần này Nhấp cửu la dự định tấn công bất ngờ Nàng nheo mắt nhìn Rút khăn lau tay viêm thác Thân thể lặng lẽ di si chuyển Chuẩn bị tấn công khi hắn không kịp trở tay Viêm thác bỗng nhiên nói À đúng rồi À la còn một chuyện nữa Rất tốt Lần này khi thế của nàng lại bị ngắt Nhấp cửu la giận dữ Viêm thác người muốn chết hả à? viêm thác ngạc nhiên nói ngươi nói gì vậy ta không cố ý ngắt lời mà ta nghĩ trước khi đấu chúng ta nên thỏa thuận trước chỉ dùng tay không không dùng đồ thật trong phòng này có nhiều dao đục diều đều là vũ khí nếu thật sự đổ máu thì không hay thật lắm chuyện nhấp cửu la nhìn không dùng thì không dùng tay không ta cũng có thể đánh chết ngươi viêm thác đánh một trận thôi không cần chơi chết vậy ta thu dọn công cụ tránh để ngươi trong tình thế cấp bách dùng đến hắn lại làm thật bắt đầu thu dọn công cụ nhấp cửu la đứng dưới bàn làm việc thấy đôi dép lê vướng bận liền quăng bay cả hai chiếc viêm thác liếc qua trong lòng nghĩ không tốt chân trần không sợ mang giày xem ra nàng đã bị hắn làm bực mình muốn làm thật thế cũng tốt không phá thì không xây được muốn đánh thì đánh một trận thật thoải mái sau khi thu dọn công cụ xong bên ngoài vang lên tiếng sấm âm thanh như từ trên mái hiên ép tới viêm thác đứng cạnh cửa sổ vô thức ngẩng đầu nhìn qua khe cửa sổ ngay lúc này một cơn gió thổi đến sau lưng nhấp cửu la đã đặt tay lên vai phải của hắn viêm thác gấp rủ mắt xuống thoáng nhìn thấy ngón tay dài nhọn và đầu ngón tay hình bầu dục sáng loáng của nàng trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ nếu sơn móng tay này màu đỏ chót chắc chắn rất đáng sợ gặp chiêu phá chiêu viêm thác gấp chìm vai phải muốn vùng thoát khói tay nàng nhưng người tinh thông võ đấu với những chiêu thức phá chiêu này thực sự rất quen thuộc nhấp cửu la không để hắn thoát tay tiếp tục bám theo móng tay cách y phục khảm vào thịt vai viêm thác viêm thác nghĩ thầm thật sự không chú ý tới móng tay của nàng một người làm điêu khắc tại sao lại giữ móng tay dài không thấy phiền khi làm việc à hắn thầm nghĩ khuỷu tay liền đụng về phía sau, nhưng không dám dùng quá nhiều lực. Nhấp Cửu La đoán trước được, tay phải giữ chặt không buông, tay trái cũng theo đó bám vào vai trái Viêm Thác, một chân đạp vào tường, di chuyển nhanh chóng, khiến toàn bộ thân thể nghiêng dựa vào tường. Cho nên, cú đập khuỷu tay của Viêm Thác hoàn toàn thất bại. Chưa dừng lại ở đó, Nhấp Cửu La không dừng lại ở tường, nàng chỉ đạp vài bước liền nhảy vào người Viêm Thác, hai chân quấn quanh eo hắn sau đó buông tay, treo ngược thân mình, hai tay ôm lấy mắt cá chân viêm thác, dùng lực mạnh tách ra. Viêm thác không đứng vững, cả người bị nàng lăn ngã xuống đất, tất nhiên, cô ngã này cũng có phần chủ động, mục đích là để giảm bớt lực đảo, tránh bị thương nặng. Ngay khi rơi xuống đất, viêm thác nhận ra, nhấp cửu la sử dụng chiến pháp như thuốc cao da chó, một khi nàng đã tiếp cận thì rất khó thoát ra. Viêm thác xoay người đứng dậy, Nhếp cửu la cũng không vội truy kích, nàng từ từ đứng dậy, nếu đây là ba ván định thắng thua, ta đã thắng một ván rồi nhé. Theo quy tắc đấu trường, chạm đất trước thì thua, nàng đích thực đã thắng. Viêm thác nhẹ gật đầu, vậy coi như là thắng, nhếp cửu la khịt mũi khinh thường, cảm thấy trận này thật nhẹ nhàng, chỉ khởi động một chút đã chiến thắng. Ván thứ hai, cả hai không vội tấn công trước. Cẩn thận dò xét vị trí đối phương và hoàn cảnh xung quanh, trong đấu võ hiện đại, thuộc về vừa chạm vào tức thu tức, thời gian thực sự động thủ rất ít. Sau một lát, Nhiếp Cửu La không kiên nhẫn, "Lần trước ta tấn công, lần này ngươi tấn công trước đi." Viêm Thác đáp, "Được thôi." Hắn tiến tới trước mặt Nhiếp Cửu La, đứng vững, đưa tay làm động tác mở đầu, Nhiếp Cửu La chờ đợi, hắn lại rút tay về, lẩm bẩm, "Thế này không ổn." Tiếp theo hắn nói trước ta sẽ đẩy vai ngươi nhé nói xong hắn giơ tay lên qua loa như muốn đẩy vai nàng nhấp cửu la giận không biết phát tiết thế nào đây là coi thường nàng sao còn báo trước nữa nàng cắn chặt răng mạnh mẽ tránh khói tay viêm thác tay kia nhanh chóng đưa lên năm ngón tay thành móng thẳng khóa vào cổ họng hắn viêm thác không tránh đợi tay nàng chạm vào cổ họng hắn dưới chân bất ngờ đạp mạnh nhếp cửu la bị cú đạp, chân không đứng vững, thân thể lập tức ngã, nhưng nàng không hoảng hốt, không chút do dự, đưa tay bắt lấy hông viêm thác. Viêm thác im lặng, đây là mánh khóe cũ của nàng, trước đó có lần nàng bắt lấy thắt lưng hắn, rồi biến chiêu ngay lúc đó, nhưng lần đó, hắn mặc dây lưng, còn hiện tại là giữa đêm, hắn mặc áo ngủ, một cú này, quần hắn không chịu nổi. Trong tình thế khó khăn, hắn đột nhiên nghĩ ra cách, hai tay nhô ra, mạnh mẽ giữ chặt eo nhiếp cửu la nói ra ngoài đi ngươi nói xong hắn nắm lấy thân thể nàng dùng lực ném về phía hông thực ra đây không phải chiêu thức quá mạnh với khả năng của nhiếp cửu la vài bước là có thể ổn định thân thể nhưng điều tệ hại là hướng ném ra ngoài lại là hướng cửa sổ tệ hơn nữa cửa sổ ban đầu mở hắn sợ gió lớn nên đã kéo xuống nhưng không đóng chặt Nhấp cửu lava vào cửa sổ, khung cửa sổ kêu lên, phía sau nàng mất điểm tựa, cả người trong chốc lát lộn nhào ra ngoài. chân trời lóe lên một tia sét, ngay sau đó lại chìm vào bóng tối, chỉ còn lại những dòng mưa không ngớt. Viêm Thác trong đầu trống rỗng, như bị đẩy ra khói cơ thể, ba hồn bảy phách đều bay đi, hắn vội xông đến cửa sổ, kêu lên: "A la!" Ngoài cửa sổ là mái hiên ngói dốc, trong ánh đèn yếu ớt từ trong phòng có thể thấy mái hiên bị nước mưa tắm ướt, nhưng không thấy ai trên sườn núi. Viêm thác tài ủ đi, tay run rẩy bám vào bể cửa sổ, nhấp cửu la đâu. Bị hắn ném ra cửa sổ, lăn xuống sườn núi rồi sao? Hắn đang làm cái gì vậy? Giữa đêm không ngủ, nhất định phải đánh nhau sao? Viêm thác cổ họng khô khốc, đang nghĩ lao xuống lầu hai xem xét. Ngoài cửa sổ bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một đôi tay, quấn quanh cổ hắn, mạnh mẽ kéo ra ngoài gầm lên, ngươi đi chết đi. Viêm Thác không kịp chuẩn bị, cả người bị kéo lật ngã xuống sườn núi, sườn núi có độ dốc, hắn không ăn được, lăn xuống đến mái hiên nhà bên cạnh, không ngừng lại, kéo theo khoảng 10 viên mối, rơi xuống đất, kích hoạt đèn cảm ứng dưới mái hiên. May mắn là chỉ từ tầng 2, tầng không quá cao, khi Viêm Thác rơi xuống, một tay kịp thời bám vào mái hiên, giảm bớt khoảng cách nguy hiểm. Hắn lảo đảo đứng vững trên đất lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn thấy nhấp cửu la thấm ướt, hung thần ác sát từ mái hiên nhà bên cạnh sông tới hắn. Lúc này, tốt nhất là né tránh, nhưng viêm thắc sợ nàng ngã, vội vàng giang hai tay đón. Vừa chạm vào, ôm trọn cây ướt sũng, nhưng một người từ tầng hai sông tới, lực quá mạnh, viêm thắc không đứng vững, nhanh chóng lùi vài bước, ngã quỵ dưới mái hiên. Dù đã chuẩn bị khi ngã xuống đất, nhưng cú ngã này vẫn đập vào ót, khiến Viêm Thác thấy sao vàng bay loạn trước mắt. Trong thoáng chốc, nhìn nhấp cửu la, hắn bỗng cảm thấy rối loạn, như trở về lần trước, cùng một địa điểm, ác chiến cuối cùng, nàng lật ngồi trên người hắn, tay phải kéo một cái, đem cổ tay trái vòng căng thành một dây cung bạc, hướng cổ hắn mà bổ. Lúc đó, mình đã ứng phó thế nào? Nhớ ra rồi, trên đùi nàng có buộc dao dây băng trên đó có cắm thanh trùy thủ, lúc đó hắn vô tình sở thấy, lật tay dùng trùy thủ nhọn chống đỡ trong lòng nàng, khiến nàng phải ngưng chiến. Viêm thác vô ý thức chạm vào chân nàng, cảm thấy mềm mại trơn bóng, nhưng lại không sở thấy gì. Hắn nghe nhấp cửu la giọng dữ tợn, ta đã nói, muốn nhét thứ này vào miệng ngươi, để ngươi nuốt sống. Viêm thác không hiểu, ngươi muốn nhét cái gì vào miệng ta. Thật ra sau khi nói xong câu này, nhấp cửu la cũng sững sờ. Thực ra, trong tay nàng không có vật gì, cũng không có cái gì để nhét vào miệng viêm thác, để hắn nuốt sống. Dưới mái hiên, ánh đèn đêm mờ nhạt, do điện áp không ổn định, ánh sáng còn giật giật, dòng mưa nhỏ từ mái hiên nhà bên cạnh rơi xuống, như dệt thành một màn mưa rộng lớn. Nhếp cửu la toàn thân ướt đẫm, giọt nước từ tóc nàng chậm rãi lăn xuống, tụ tập ở lọn tóc đen, khi không chịu được trọng lượng, tí tách một tiếng, rơi vào người viêm thác, ngay lập tức bị áo bông thấm hút. Nàng mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu viện. Đây là tiểu viện của nàng, nhưng những bông hoa đang nở đã khác khi nàng rời đi. Khi đó vẫn là đông xuân, nàng nhớ rõ trong viện nở hoa sắt đũa, hoa hồng, báo xuân và sơn trà. Hiện tại là mùa thu sao? Nàng liếc mắt thấy cây hoa quế dù trong mưa vẫn đầy nhánh hoa. Lừa tỷ có thể làm đường hoa quế rồi. Một lúc lâu sau, nàng mới cúi đầu nhìn viêm thác. Nhìn ánh mắt nàng, viêm thác biết, mọi chuyện sai đều thuộc về hắn. Hắn thả lỏng thân thể, mỉm cười hỏi nàng, ngươi muốn nhét cái gì vào miệng ta để ta nuốt sống. Hắn còn nói, sao ta chưa bao giờ biết chuyện này. À la, người nhỏ mọn như vậy, ngầm ghi hận bao nhiêu chuyện, chuẩn bị trừng phạt ta đây. Nhếp cửu la cũng cười nàng không định nói cho hắn biết khi đó hắn giấu đạn trừ dưới nệm ghế sofa của nàng lừa nàng nói là bom sẽ nổ tan xác nàng về sau nàng thề sẽ nhét thứ này vào miệng viêm thác để hắn nuốt sống sau đó đạn trừ không biết bị ném đi đâu nhưng chuyện này nàng vẫn luôn nhớ rõ nhấp cửu la cười nhẹ nhàng cúi người xuống hai tay vòng qua cổ viêm thác ghé sát tay hắn viêm thác chỉ cảm thấy hơi thở quen thuộc hòa với mưa lạnh đêm thu tràn đầy chóp mũi lạnh buốt và ẩm ướt mềm mại chạm vào một bên mặt hắn sau đó nghe nàng nói nhỏ rất lâu không gặp viêm thác viêm thác cười ánh mắt dần ấm áp hắn vươn tay ôm lấy thân thể nhiếp cửu la khi nàng ôn nhu luôn tỏ ra mỏng manh mỏng manh đến mức hắn không nỡ dùng thêm một chút sức lực nào hắn nói ta cũng vậy đã lâu không gặp A à la. Cả hai không để ý rằng đèn trong phòng Lư tỷ đã sáng, màn cửa hơi cuộn lên một chút. Sau đó, đèn liền tắt. Lư tỷ bị tiếng mói rơi đánh thức, đêm nay gió lớn xâm xét, nàng ngủ không yên giấc, khi mói rơi, đột nhiên mở mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm người, tưởng rằng có kẻ trộm đột nhập ban đêm. Thế là nàng bật đèn đêm, không dám tùy tiện ra ngoài, trước tiên lặng lẽ vén màn cửa lên. Cái này lư tỷ vội vàng tắt đèn nằm ngửa trên giường không ngăn được tim đập loạn người trẻ tuổi thật là muốn kích động cũng không có giới hạn có chuyện gì vào phòng mà làm giữa đêm gió lớn mưa to lư tỷ cảm thấy nàng vẫn đồng ý với cách tình cảm thời đại của mình người tương đối kín đáo tình cảm dù không bộc lộ bên ngoài lại nhạt nhẽo sâu sắc kéo dài hương thơm có lẽ hôm nào nên tìm lưu trường hỉ tâm sự phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn